Chào mừng các bạn đã đến với kênh học toán Math Teach Nho. Các em ạ, hôm nay thầy sẽ ra một bài giảng về sử dụng phần mềm Gel Sketchpad để tạo chữ chạy trên đồ thị. Thì việc tạo như thế nào và chữ chạy như thế nào thì các bạn cùng tiếp cận bài học này nhé. Nó cũng khá thú vị đấy các bạn ạ. Và trong quá trình học toán thì các bạn kết hợp với phần mềm rồi làm bài tập thì rõ ràng sẽ có kết quả cao các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào công việc. Let's go. Thế đầu tiên là các bạn muốn cho chữ chạy trên đồ thị nào thì các bạn phải vẽ cái đồ thị. Đầu tiên là các bạn vẽ đồ thị. Đấy, vẽ đồ thị hàm số. Chẳng hạn thay vẽ đồ thị hàm số x 14 trừ đi 2 x bình phương. Hàm này là hàm trung phương các bạn nhé. Đồ thị như vậy. Đấy đồ thị các bạn. Đấy, cho đồ thị này to lên một chút. Bình phương. Đấy, chuyển sang màu xanh. Bây giờ thầy cho một điểm, cho đồ thị nó chạy, cho cái đồ, cho một cái chữ nó chạy lên đồ thị này. Đấy, ta sẽ kéo ra một chút. Đi, đầu tiên các bạn này lấy một điểm trên đồ thị, bấm vào chỗ này, lấy một điểm. Rồi là gọi cái điểm đó là một cái chữ. Các bạn cho chuột phải vào, rồi hiển nhạt, chỗ hiển nhạt này. Thì đấy là điểm A, thì điểm A sẽ chạy. Bây giờ cho một cái chữ nào đó thì chữ đó sẽ chạy các bạn nhé. Hồi này cho sẽ chạy. Ta thay cái điểm này bằng cái chỗ là I love math. Math tức là tôi yêu toán học, tôi đam mê toán. Ok. Đấy. Thì tiếp tục là chúng ta đã kích chuột phải vào đấy và ta sẽ là hoạt não cái điểm này. Thì rõ ràng là các bạn sẽ cho cái điểm này chạy thì nó sẽ chạy. Đấy. I love math. Đấy, anh chạy. Các bạn có thể giảm tốc độ xuống. Đấy. Chạy chậm lại. Rồi cho tốc độ chạy nhanh lên. Đấy. Tăng tốc thì nó sẽ chạy nhanh hơn. Đấy. Đó. Bây giờ cho nó chạy ngược lại. Bây giờ cho nó chạy tiếp. Đấy. Bây giờ chạy ngược lại. Ta tăng tốc một chút. Đấy. Cho nó tăng cấp độ lên. Thì cái video của một thầy đã có một cái số video. Bây giờ cho chạy ngược lại. Đấy. Thầy đã có một số video, một video về cái hướng dẫn các em cách chạy rồi. Cho cách chạy rồi cho chạy ngược lại. Hãy dừng ở đây các bạn này. Rồi cho chạy tiếp. Đấy. Cho chạy ngược lại. Tăng tốc lên một chút nhé. Đấy. Cho A lớp mắt chạy trên hình. Đấy, nhỏ như vậy các bạn nhé. Bây giờ thầy thay đổi bằng một cái đường tròn thì sao? Bây giờ cho chạy đến đường tròn. Ta chạy một đường tròn như thế này các bạn. Bây giờ thầy lấy một điểm trên đây. Rồi thầy cho hiển nhạt. Đấy, điểm B. Bây giờ thầy cho cái điểm này phải là một cái chữ khác. Phải là mặt tích nhỏ đấy. Mặt tích nhỏ.
là kênh của thầy các bạn nhé, trên kênh của thầy. Ok, rồi tiếp tục là các bạn hoạt não. Cái điểm này cho điểm này hoạt não, hoạt não đấy thì nó sẽ chạy đó này. Đấy, nó chạy trên kênh thầy. Các bạn có thể cho nó chạy chậm lại. Đấy. Đấy. Đấy, dừng lại. Đấy, dừng lại. Đấy, tiếp tục là cho chạy tiếp. Bấm vào đây, cho chạy tiếp nha. Đấy. Bây giờ cho chạy theo chiều ngược lại. Đấy. Thế thì chỉ cần một số cái kiến thức về toán học thì mình sẽ cho cái trừ nó chạy theo một quy luật nào đó trên cái màn hình. Bây giờ chẳng hạn như bà kém cho trừ cái hình tròn M lại thì nó sẽ có cái hiện cái trừ chạy thế này mà gì thì dừng lại này. Bây giờ cho cái này nẹp rất nhỏ, rất mạnh đấy. Và cho màu trừ màu trắng luôn đấy, cho cái màu trắng đi. Thì lúc này là coi bây giờ thì cho nó chạy các bạn nhé. Đấy, đoạn, đoạn. Bây giờ cho cái điểm này chạy đấy. Thì lúc này là nếu mà nhìn thì rõ ràng là nó chạy đến cái đường này và nhìn có một cái hiệu ứng nữa thì rõ ràng là cứ chạy đến đường tròn này các bạn nhé. Thảo thử vì cái này toán học đấy, bây giờ áp dụng toán học vào cái vấn đề cho một cái trừ chạy trên màn hình, cho trừ chạy trên màn hình, đó là toán học đấy. Đấy là một cái ứng dụng của toán học khá thú vị các bạn nhé, cái chạy như vậy. Bây giờ ta dừng lại, dừng lại. Bây giờ thì cho đường tròn nó to hơn một chút để cho nó chạy cái vòng rộng ra. Đấy. Bây giờ cho chạy các bạn nhá, tiếp tục này. Đấy. Đấy. Nó chạy cho nó này. Đấy, áp dụng toán học vào cuộc sống đấy nhá. Bạn người thì tăng tốc lên, tăng tốc. Tăng tốc. Tăng tốc. Tăng tốc. Cho chạy ngược lại, giảm tốc xuống. Đấy. Mình cũng cảm ơn các em đã theo dõi cái video bài giảng của thầy nhé. Hy vọng là các em làm được, tạo thành áp dụng toán học vào cuộc sống khá thú vị.